Bây giờ như thế nào? Đá thế nào? Thế là bây giờ là chơi thùng bia. Ừ. Rồi. Thùng bia mọi người có nhà. Ừ. Kêu gì đấy? Đá Yên. Chân nẻ. Thằng Phong đây đá với Tuấn hả? Em kêu gì được. Ừ. Nhưng mà em đã giờ lắm. Bây giờ Tuấn với Phong đá một trận. Rồi ok. Tuấn đã chắn chắn này nẻ. Nhường con. Rồi. Hai em mình chắn này nhá. Rồi bây giờ thằng nào chắn thằng nào nẻ? Chắn này kêu gì được. Nhường con. Thằng nào chắn thằng nào nẻ? Anh ơi, anh bật cho em cái bóng lớn này cho sáng đấy. Đủ chưa? Đủ chưa? 13 quân là đủ. Đây, bây giờ là Tuấn nát cùng với thằng Phong đá chắn nẻ. Tuấn nhận chắn này nẻ. Nhận chắn này lẻ chưa biết. Chắn lẻ gì chưa biết. Chưa biết. Nói chung chưa xuống bóng mà sao biết. À rồi. Sao? Rồi. Rồi, chiến. Chiến. Rồi, nắm con bia. Gọi ra. Rồi. Để cho thằng Phong phát trước. À, một ăn từ từ, một ăn chung hay một ăn chung? 15. 15, rồi. Chiến. Anh em. Ơi giời, thằng này say rồi. Thế thua Tuấn nát rồi em ơi. Rồi, thế Tuấn nát thắng trận này rồi. Anh lấy cho ly kem, ly kem. Rồi. Dừng uống gì uống đi, gọi đi. Rồi, đá đi. Bây giờ thằng nào chắn thằng nào nẻ. Rồi. Lấy mấy lon bia luôn, lấy em đi kem. Rồi, đá đi. À chơi anh với em là chơi gọi là chơi chơi như thế nào? Thằng nào chắn bạc cơ ở 5 cơ nha. Bạc cơ tới đi luôn. Ý là 3 cơ thôi. À, năm cơ. Ba là thắng nha. Rồi, xong. Nha. Thế rồi. Rồi, chiến. Em biết chơi đâu nha. Ừ. Chơi bình thường. Thấy kẽ thôi, có gì đâu, bình thường. Đủ mang cày này nha. Thằng nào ăn nhiều quả mới thắng, thế thôi. Rồi, thằng em đá đi. Còn anh nè, đánh đi. Rồi, xong rồi, một trái với nó rồi. Rồi, 1. Ai thắng 3 là ăn thôi. Đúng rồi. Tức là đá 5 cơ. Em hiểu không? Thằng nào thắng 3 trận là cái thắng đúng không? Không phải. Rồi. Ý là đánh 5 cơ, ai thắng 3 là ăn. Thì 3-2 đấy, thằng nào thắng thì ăn gì đâu. Mày hiểu không? Rồi, hiểu. Em ăn chẵn rồi hả? Để ăn chẵn em. Nó ăn chẵn rồi đấy. Bây giờ là Tuấn nát ăn nẻ. Đá cẩn thận, quả này nó vào chết luôn đấy. Say mẹ rượu. Ôi, 13 vào mạng rồi, ngoan rồi. Thằng chắn thằng nẻ. Ui, đỉnh đàng này đã hay đấy. 2-0 rồi đấy. Đá cẩn thận vào, không thua nó đấy. Chơi được á. Ừ, nó đã hay mà. Đúng rồi, bông đen bi. Đúng rồi, chính xác. Đúng chính xác, đúng rồi. Chăn quả 15 mà. Khói. Mày đi hiền đến nẻ mà. Khói. Rồi. Đúng rồi. Tuấn nát đá quả gì này. Tôi đổ bóng ấy. Ôi giời ơi, đá thế đâu ăn thì thôi, hỏng mẹ rồi. À, Tuấn nát thua rồi. Thua cái gì? Nó bị. Đúng rồi. Tuấn ơi, chăn của bảy xuống đây. Con mới bán đấy. Ừ, rồi. Tuấn đã nẻ nhẹ thôi. Rồi, xong. Thằng Phong đã hay lắm đấy, địt mẹ đừng đùa nó đâu. Vô vẫn thua đấy. Rồi. Đấy. Chăn của 7 sang quả 13. Rồi, lấy đi, lật bia đi. Chăn của 7 sang quả 13. Nhẹ thôi. Mình đã nẻ nó đã chẵn. Lọt mà. Ừ. Ngọt đấy. Cái chăn của 7 sang Chăn của 7 sang quả 13 nhẹ thôi. Dấu cái.
Đó, đánh con mê bá nó cho được. Đó. Rồi, thế là chuẩn rồi đấy. Đây, để đâu rồi, nhớ. Má mày chi. Là, đứng vừa đó. Rồi. Nhớ. Rồi. Đi, mẹ có ba Tuấn ơi. Ui dù ơi, có ba ngon quá Tuấn ơi. Có ba. Em lành dơ lắm. Ừ. Có ba, có ba. Không thì chăn quả 11 nữa cũng được, giấu cái. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Chăn mà thôi. Em bỏ ba 50 giá thôi. Ôi giời. Thế thôi. À, rồi xong rồi. Rồi. Uống đi rồi đã. Tí nữa anh với mày đá. Còn để cho hai đội này đá trước đi. Ôi giời, say thật rồi. Má tôi đang đánh nghỉ như nó mà đi đường đó. Không, sao lại say lại rồi. Hôm nay là trận cầu kinh điển giữa Tuấn Thanh Hóa và Phong Hà Tĩnh. Ôi giời, xong rồi. Xong. Bốc lên 2 bi ở 4 bi. 1 bi. 1 bi, 1 bi. Lẹ. Đâu đâu đâu. Bốc bi chẵn, bi chẵn của nó. Bốc bi chẵn thôi. Nó đang đợi bị chẵn, hiểu không? Rồi. Nên đi Tuấn đã đi. Còn một cái nữa. Còn một cái. Đây đây đây. Một quân nữa. Rồi. Bóng. Rồi. Còn một quân nữa. Được rồi, nó đặt bóng lên cứ 12 rồi. Không phải. Bây giờ anh đá đi. Quân nữa. Không phải con đi. Im. Bóng lên con nữa. Con vừa ra bên đây rồi. Đấy. Không phải nó. Con vừa ra bên gốc thì thế em nợ một con này. Rồi cho nợ quan. Tuấn đá đi. Đá đi. Rồi. Không. Không không, mày phải đặt con chẵn lên. Đặt con chẵn lên mới đúng. Nợ một con, nợ con, nợ một con chẵn. Rồi. Nợ một con chẵn. Rồi thằng em nợ con chẵn. Rồi cứ thế biết biết nợ con chẵn được rồi, đá đi. Đây, vào đây, đá con 13. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi à. Rồi. Ăn tiếp con 7 đi.